Theo đó, không chỉ với ngành sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực. Giáo dục thực hiện chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả, đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, việc xác định chỉ tiêu căn cứ vào đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của các trường theo quy định tại Thông tư số 54/2011 và Thông tư số 32/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở đào tạo trực thuộc địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.